Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của Bơm Cát Miền Tây nha các bạn. Đây chỉ cái cát của bạn đây mình đang cho tới nha các bạn. Đây ngang xong là cái nhà máy nha các bạn. Ui 200 thước nữa. 200 mét nữa. 200 thước à. Thì cái này mà mới lớn nên còn cạn nha các bạn. Cạn quá nè. Chân nước thầm xuống cho anh. Kéo theo chân lên nghe các bạn. Mày cạn thiếu miếng này các bạn ơi, thiếu cục rồi, nó vô đoạn rồi. Trục lửa hơi cho mềm móng đựng nói đầu nha các bạn. Bạn lại cho nó kín nha các bạn.
chiếc ghe lúa đang chạy qua nghe các bạn. Quá dữ không? Lịch mới ông không chỉ nó gì trơn mà. Lịch mới không đào tạo không chỉ chứ. Mới vô nghề mà chỉ sao biết được. Đào tạo nó gì? Tạo gửi cho đi 6 tháng nữa. Đào tạo lại 6 tháng nữa. Học nghề 6 tháng nữa là mới cứng được. Chiếc phà máy xới đang chạy qua nghe các bạn. Đẹp ghê không? Được luôn các bạn ơi. Máy cắt đang chạy qua quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây còn dọc ngang con đường nông thôn nha các bạn. Thank you.
quá lẹ luôn. Quá sâu không thấy người luôn. Dốc nên cái ống không có đòn được nghe các bạn. Con gà có thành ống thì nó mạnh quá mạnh rồi. Những dốc vòng. Chuột chạy nhóc chân kìa các bạn ơi. Quá chuột rồi. Mới chạy vô con đó. Mấy hàng bụi tre nè. Mới chạy vô đây con nè. Anh Kỳ.
xong rồi nghe các bạn. Đang vét kìa. Hết rồi các bạn ơi, giờ sạch luôn rồi. Xong, tắt máy luôn nha các bạn. Tắt máy luôn rồi đó. Rồi, bỏ xong rồi các bạn. Tại đây kêu quay đầu nha các bạn. Đây đúc cái mũi vô ngã ba này nghe các bạn, cái dàm nè. Lò cao không? Dạ. Sợ thầy ta canh rồi sợ đụng lấy cái lộn chim vô. Khổ chào chứ đẩy tay không à, vợ chơi ghê vậy đó, chị thật mới mà. Ừ, bê qua liền không. Quá sâu lúc xào luôn. Thôi thì mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh Bơm Cát Miền Tây ủng hộ cho mình nha các bạn.